Không, chúng ta sẽ đi vào các cái thuật toán tìm kiếm trên đồ thị thì nó sẽ có hai cái hướng chính, đấy là theo chiều rộng và theo chiều sâu. Thì các bạn hình dung như này này, giống như chúng ta đang học ấy, hiện nay chúng ta đang học nhé, chúng ta đang học được chưa, và cái nền tảng kiến thức ấy, thì các bạn sẽ được học rất là rộng đúng không, thế là các bạn sẽ biết càng nhiều càng tốt đấy. Thế còn sau đi làm thì các bạn không sẽ không phải sử dụng hết tất cả những kiến thức ở trong ngành IT, mà chúng ta chỉ sử dụng một cái nền tảng kiến thức, một cái phần kiến thức nào đấy, đi chuyên sâu cái phần đấy. Có bạn thì chuyên thiết kế giao diện, có bạn thì gì ạ, thì chuyên thiết kế phần mềm, có bạn thì chuyên thậm chí đi qua sang chuyển ngành thì chuyển sang cái mảng marketing ấy. Có bạn để học thêm quản lý, có bạn để học thêm ngoại ngữ xong lại chuyển mảng. Thì thực ra nó vẫn liên quan đến hành tin, nhưng nó sẽ gì ạ, nó sẽ đi chuyên sâu vào một cái phần nào đó liên quan hơn. Thì đấy đấy là thực tế đúng không, thì ở trên đồ thị cũng vậy, nó sẽ theo hai cái dạng tìm kiếm, tất cả đều xuất phát từ thực tế thôi. Thì một cái dạng là gì ạ, nó sẽ tìm theo cái duyệt theo chiều rộng, tức là gì ạ? Nó sẽ xét duyệt và xét tất cả những cái gì liên quan đến nó rồi nó mới xét tiếp đấy. Thêm một cái dạng thì cái sâu, tức là anh có thể có rất nhiều, anh đưa một tập các cái danh sách lên đây nhưng tôi chỉ duyệt một cái thôi, một anh thôi đấy. Thì trong nó sẽ đưa toàn bộ cái danh sách những cái liên quan đến một cái vấn đề để cho chúng ta xét, để cho đưa vào danh sách, nhưng mà gì ạ, nó chỉ xét và nghiên cứu về gì ạ, một trong những vấn đề đấy thôi. Xong từ cái vấn đề đấy thì sẽ gì ạ, từ cái vấn đề đấy thì sẽ gì, sẽ xét tiếp xem là những cái vấn đề đấy liên quan đến vấn đề đấy là vấn đề nào, xong rồi lại gì ạ, nếu như mà cần nghiên cứu sâu thì tự khắc sẽ lại nghiên cứu tiếp. À, thì trên đồ thị nó cũng tương tự như vậy, thì chúng ta sẽ lần lượt cho hai cái kiểu của kiểu đồ thị này nhá. Cái duyệt sâu thì tiếng Anh của chúng ta là depth first search, và chúng ta mặc định chúng ta sẽ gọi là DF. Chiều rộng thì sẽ là broad first search, vậy chúng ta sẽ mặc định là BFS. Cái tí nữa mà các bạn nộp bài qua ô chat ấy, mà bài nào mà cô yêu cầu duyệt theo chiếu thị đồ thị theo cả hai cách thì nhớ ghi rõ là B hay là D nhá, DBS hay DBS nhá. À, trước tiên là DBS như cô nói rồi, theo chiều sâu, ý tưởng như thế. Đây ví dụ như từ anh một nhá, từ cái anh đầu tiên này, từ anh một này. Đấy, thì những anh liên quan đến anh một, tức là anh kế anh một thì có gì ạ, anh hai, anh bốn, anh năm. Đấy, những anh liên quan đến anh một có anh hai, anh bốn và anh năm, tức là cả ba anh hai bốn năm đều được đưa vào để xét, nhưng chỉ duyệt một anh thôi. Giả sử là gì ạ, duyệt anh số 2. À, giả sử duyệt anh số 2. Thế thì nếu mà duyệt anh số 2 thì lúc này chúng ta sẽ ưu tiên không phải xét những anh mà liên quan đến anh 1 là anh 4 anh 5 nữa, mà lúc này chúng ta chỉ quan tâm đến gì ạ, đến cái lĩnh vực chiều sâu của chúng ta thôi, tức là quan tâm đến anh gì, anh số 2 và những cái kiến thức gì liên quan đến cái kiến thức số 2 này. Thì ở đây chúng ta thấy những anh liên quan đến anh số 2 là có gì, anh 1 anh 3 anh 5, 1 3 5 là kề với 1 mà, thì những anh liên quan đến anh 2 chúng ta sẽ có anh 1 anh 3 và anh 5. Thế nhưng anh 1 thì chúng ta duyệt ngay từ đầu rồi, nên là kiến thức chúng ta đã control được rồi, đã hold được rồi, nên là chúng ta không xem nữa, không duyệt nữa, rồi chúng ta sẽ còn lại anh 3 và anh 5 để duyệt thôi nhá. Thì trong hai anh 3 anh 5 này thì chúng ta sẽ chọn nếu ta chiều sâu một trong hai anh này thôi, một trong hai anh thôi, một trong hai anh nhé. Thế thì việc chọn anh nào thì cái đấy là nó còn tùy cái trọng số, những cái tham số mà chúng ta đưa vào. Ví dụ như bài này nó không có trọng số tham số gì cả, không có điều kiện thêm gì cả, thì giả sử cô là cô xét theo kiểu là cứ anh nào xét từ nhỏ đến lớn, thì khi đó thì đang anh hai có anh ba anh năm liên quan anh một, à sorry, anh ba anh năm liên quan anh hai, thì chúng ta sẽ gì ạ, xét là trước, đứng trước số nhỏ hơn, thế là chúng ta xét anh ba trước, đó, xét anh ba trước. Thế tại thời điểm này chúng ta không quan tâm đến anh nào liên quan đến một anh hai nữa đâu nhá, bởi vì chúng ta đang xét theo chiều sâu những cái gì mà liên quan đến cái chuyên ngành mà chúng ta để kiếm, để ra đi trường đi làm
để gọi là make money đúng không? Thì anh ba này thì chúng ta sẽ có là những anh liên quan anh ba, chúng ta có anh năm và anh sáu đúng không? Anh năm và anh sáu, anh năm và anh sáu liên quan anh ba. Năm sáu thì chúng ta kề gì ạ? Kề ba mà. Thế anh năm anh sáu liên quan anh ba thì chúng ta chỉ gì ạ? Chúng ta xét một trong hai này thôi, một trong hai liên quan thôi. Giả sử chúng ta chọn xét anh năm nhá. Đấy, giả sử chúng ta chọn xét anh năm này. Như vậy thì liên quan anh năm mà chưa được duyệt, mà kiến thức của chúng ta chưa con trôn thì có mỗi anh 4 thôi, thì tất nhiên lúc này chúng ta sẽ gì xét và duyệt anh 4. Thế thì sau đấy hết rồi thì chúng ta không còn gì nghiên cứu nữa, chúng ta cũng nghiên cứu tiếp đúng không? Thì xem lại quay ngược lại thì còn anh 6 để là duyệt nốt. Đấy, ý tưởng nó là như vậy. Và nhớ này, chiều chiều sâu là gì ạ? Tất cả những gì liên quan đến một vấn đề thì chúng ta sẽ đưa hết vào để vào duyệt. Nhưng xét thì chúng ta chỉ xét một trong những anh đấy thôi, và tại cái thời điểm mà chúng ta xét tiếp thì chúng ta chỉ liên quan đến cái vấn đề mà chúng ta xét thôi. Thế giả sử trên đưa về đồ thị thì cái vấn đề chúng ta, mỗi vấn đề chúng ta coi là một đỉnh đồ thị, thế còn vấn đề liên quan thì chúng ta coi là đỉnh kề, thấy chưa? Vấn đề liên quan thì chúng ta coi là đỉnh kề. Cô nói lại cái trên đồ thị này nhá, là đồ thị 6 vấn đề coi là 6 đỉnh của đồ thị nó như thế này. Thì các cái vấn đề liên quan là coi là cạnh và những cái đỉnh liên quan đến cái đỉnh nào đó thì chúng ta gọi là đỉnh kề. Đây, đồ thị như này, đỉnh và cạnh như này. Thế thì giả sử là chúng ta sẽ xét từ đỉnh 1 nhé, xét chiều sâu nhé. Chiều sâu chúng ta chỉ đưa hết tất cả những gì liên quan, chúng ta để chờ xét, nhưng chúng ta chỉ xét một thôi, được chưa? Và cái dạng này thì nó sẽ thích hợp lúc mà chúng ta cài đặt trên máy tính thì nó sẽ thích hợp là dạng stack, stack là cái dạng không công bằng đấy ạ. Stack CPU ấy thì các bạn là lên internet ấy, trên Google ấy, thì các bạn sẽ thấy cái, nếu mà cái queue các bạn search vào cái từ queue thì nó hay ra cái hàng đợi, vì ngày xưa như thời bao cấp ấy, thì xếp hàng để chờ mua thực phẩm đấy. Thế còn mô hình bây giờ sinh viên ấy thì như ngày thời cô đi học thì hay có là hàng tháng hay đến xếp hàng để đặt vé xe buýt. Đấy, vé xe buýt chỉ có 30.000 một tháng thôi. Còn nếu đi vé ngày thì mất, mỗi một xe là mất 3.000. Đấy, nên là tính đi theo vào cái tháng thì rẻ hơn, nên bao giờ hàng tháng bán vé tháng. Thì thông thường là những người mà xếp hàng trong một cái trạm bán vé xe buýt cũng rất là đông. Đấy, thì cái mô hình xếp hàng nó như thế. Tức là người nào đến sau thì sẽ đứng vào cuối hàng. Thế xong là người nào mà đứng vào đầu hàng thì sẽ được dán xe buýt và đi về, tức giải phóng tiền của cái phần tử đấy. Thế là mô hình hàng đợi. Thế ngon xếp thì các bạn hình dung khi mà các bạn học cấp 1, cấp 2 ấy, mà thầy cô giáo các bạn hay chấm bài ấy, chúng ta xuống cấp 1 toàn cấp cô. Ngày xưa cô học cấp 2 mới có thầy, cấp 1 là không có thầy. Thì các cô chấm bài, cô chấm bài thì thông thường là cứ nộp bài. Bạn bạn nào nộp bài thì sẽ gì ạ? Để lên trên. Đấy, bạn là đến sau lại để lên trên nữa. Bạn là nộp sau nữa lại để lên trên, cứ như vậy, cứ để lên trên như thế. Thế nên có cô thì rất là công bằng, tức là cô lại lật ngược lại để cô chấm. Nhưng mà rất nhiều cô là không lật ngược lại luôn. Rất nhiều cô là sao? Lúc mà chấm ấy, thì cô cứ lấy từng cái quyển gì ạ? Quyển vở cô chấm rồi bỏ ra. Họ lấy quyển vở ở trên cái chồng đấy lại. Lấy xong bỏ ra, lấy chấm, lấy bỏ ra. Đấy, thì rất nhiều cô sẽ như thế. Thì đấy đấy là cô ấy đang thực hiện cái theo chính sách của sách, tức là chỉ làm việc trên một đầu thôi. Đấy, bạn nào nộp sau thì cũng vẫn để ở trong cái chồng đấy và lấy ra để xét, thì cô ấy cô chỉ lấy ở trên trên đầu thôi. Đấy chính là mô hình bất công bằng, mô hình ngăn xếp sách chưa. Và cái lúc mà cái đặt ấy, sách hay queue nó đều là danh sách nhá, sách hay queue nó đều là danh sách nhá. Và danh sách dữ liệu gốc của các bạn thì nó có hai dạng, một là danh sách mảng, hai là danh sách nối. Nó chỉ khác nhau về cái cấp phát liên tục và cái cấp phát trong cái từng lứa nào thôi, còn bản chất là nó vẫn là để xử lý các cái nhiều phần tử, nhiều danh sách. Và cái stack queue thì nó là kiểu danh sách, nhưng nó đặc biệt là cái là nó hoạt động theo quy tắc, và thực tế trên người ta dùng rất là nhiều, cả cả việc thằng việc rộng cũng như việc sâu, stack queue đều dùng rất nhiều. Nhưng mà theo thông thường ấy, thì stack người ta sẽ dùng còn nhiều hơn là queue. Khi mô hình công bằng không được chủ nhiều bằng mô hình bất công bằng nhé. Thì các bạn hay nghe đến là vào trước ra trước. Đấy, thì đấy là
mô hình queue, thế còn vào sau ra trước. First in, last out ấy. Hoặc first in, first out. First in, first out của chúng ta là queue, mô hình công bằng và trước ra trước. Còn first in, last out thì chúng ta sẽ làm mô hình không công bằng, mô hình là vào sau ra trước. À, cô sẽ nói lại cái này một lần nữa nhé, các bạn để ý nhá. Đây, xuất phát từ đỉnh 1 này. Đấy. Thì tất cả những gì liên quan các đỉnh kề đỉnh 1 là 2 4 5 chúng ta đều đưa vào diện để chờ diện. Cả 2 4 5 chúng ta đều chưa đưa vào chờ diện. Bình thường chúng ta sẽ dùng concept nếu là DFS. Đấy. Nhưng mà nếu DFS thì chúng ta chỉ diện xét duyệt sâu, chúng ta chỉ xét một trong những anh này thôi. Còn khi mà cài đặt thì chúng ta cứ diện cứ phần tử nào ở trên trên đỉnh stack thì chúng ta sẽ lấy. Đấy, giả sử chúng ta lấy được 2 này. Đấy. Xong lúc này chúng ta chỉ quan tâm những anh kề danh hai thôi, thì chúng ta sẽ có những anh liên quan đến 2 là 3 đến 5 chúng ta đưa vào danh sách để chờ duyệt này. Đấy, xong là gì ạ? Chúng ta lấy phần tử, nếu mà stack cài đặt stack thì chúng ta lấy phần tử trên đỉnh ra này. Rồi là những anh liên quan này, đấy, đưa vào danh sách để chờ duyệt này. Từ duyệt một anh này, đấy, lấy ra để duyệt này. Xong lại gì ạ? Test. Đấy. Và thứ tự duyệt của bài này sẽ là 1 2 3 5 4 6. Thế còn nếu như mà một trong ba cái đỉnh 2 4 5 mà bạn không xét 2 bạn xét 5 chẳng hạn thì nó ra kết quả khác nhé. Đây là cô hạn theo kiểu mà cô ưu tiên cái đỉnh nào nhỏ trước, được chưa? Đây là ý tưởng mà cài trên máy tính nên là mã giả. Rồi, mô hình theo stack nó như này, stack nhớ là stack nó chỉ làm việc trên một đầu thôi nhá. Giống như là các bạn lúc nãy cô nói ấy, hình dung giống như là các bạn nộp bài. Đấy, các bạn nộp bài đấy ạ. Thế xong đấy thì cứ nộp, bạn nào nộp đây, nộp đây, nộp đây, nộp đây. Cô giáo lấy bài ra chấm đây. Đấy. Tức là chỉ làm vào và ra trên một đầu thôi, cứ phần tử ở trên phần đỉnh, còn một đầu thì sẽ gì ạ? Quá lại, thì đấy chính là stack. Bây giờ chúng ta thử nhé. Xuất phát đỉnh 1 này, 1 nhá, được chưa? Thì chúng ta sẽ đưa 1 vào stack này, đấy, được chưa? Thế, sau đó thì chúng ta lấy ra thôi, lấy đỉnh 1 ra này, đấy, để duyệt này. Lấy đỉnh 1 ra thì chúng ta thấy có đỉnh 2, đỉnh 4, đỉnh 5, kể đỉnh 1 nhá. Đấy, thì chúng ta lần lượt đưa 5, đưa 4 và đưa 2 vào, được chưa? Thế thì lấy phần tử đỉnh để ở trên đỉnh stack ra thì chúng ta lấy được 2 nhá, lấy 2 ra nhá. Đấy. Và coi như phần thứ 2 đã được xét từ hồ sơ xong rồi đấy. Bên ngân hàng, bên y tế thì gọi là gì ạ? Cái gì vốn đấy. Để là đây là hồ sơ vay vốn và duyệt cho được như thế. Rồi tiếp tục nhá, 2 thì kể với 3 với 5 nhá. 2 anh 3 và 5 chưa được xét hồ sơ đúng không? Đấy thì cho sẽ đưa 3 và đưa 5 vào. Đấy. Thì lấy phần tử ở đỉnh stack ra đỉnh số 3 nhá. Đấy. 3 thì có anh 5 anh 6 liên quan đúng không? Đấy, 2 5 6 đều chưa được xét duyệt. Chưa được duyệt đấy ạ. Đỉnh 2 duyệt rồi nên bỏ qua. Thế là 5 6 chúng lại đưa 5 6 vào nhá. Đấy, lấy phần tử đỉnh stack ra đỉnh số 5 này. Đấy, 5 thì kề với bây giờ chỉ còn 5 kể với 1, 2, 3, 4 thì 1, 2, 3 thì đã được giải phóng xong rồi, đã được duyệt xong xuôi hết rồi. Còn mỗi anh 4 thôi, bây giờ chúng ta đưa 4 vào nhá. Đấy, rồi lấy diện ở đỉnh stack ra là lấy được đỉnh số 4 nhá. Không có hồ sơ nào được xét thêm đúng không? Không có hồ sơ nào được xét thêm. Tại vì 1 và 5 thì đều được xét duyệt xong xuôi hết rồi. Đây chúng ta lấy phần tử ở đỉnh stack, bao giờ stack rỗng thì chúng ta dừng lại thôi. Lấy 6 ra để xét duyệt này, giải phóng hồ sơ cho đỉnh 6 này, stack chưa rỗng, là chúng ta lấy nốt ạ, đỉnh 5, đỉnh 4, đỉnh 5 cũng không làm gì cả. Và bình thường theo cái duyệt đồ thị thì bao giờ stack hoặc queue rỗng thì chúng ta mới dừng lại. Và lúc này stack thì chúng ta rỗng rồi thì chúng ta sẽ dừng lại, thứ tự duyệt. À, tùy bài toán nhé, nếu bài toán này là thứ tự duyệt thì sẽ là 1, 2, 3, 5, 4, 6. Thứ tự duyệt sẽ là 1, 2, 3, 5, 4, 6 của bài này đấy ạ. Thế còn ví dụ như chúng ta sẽ dùng cái thuật toán duyệt đồ thị để kiểm tra xem đồ thị có liên thông hay không. Đấy, đồ thị vừa có liên thông hay không. Thế thì khi nếu mà chúng ta có thể là gì ạ? Duyệt được đến tất cả các đỉnh của đồ thị thì đồ thị đấy là đồ thị liên thông. Tức là áp dụng vào để kiểm tra tính liên thông của đồ thị này. Hoặc là tính số thành phần liên thông cũng dùng thuật toán duyệt đồ thị được này. Hoặc là chúng ta kiểm tra xem có tồn tại đường đi
từ cái đỉnh xuất phát là đỉnh 1 tới đỉnh 3 không ạ? Đấy, thì chỉ cần là chúng ta duyệt đến đỉnh 3, đấy, duyệt đỉnh 3, thì lập tức chúng ta sẽ kết luận là có đường và chúng ta dùng luôn, không cần stack các dẫn nữa. Tức là stack vẫn có nhưng chỉ cần duyệt đến đỉnh 3, tức là tồn tại đường đến đỉnh 3 là chúng ta có thể dừng lại. Đấy là một số những cái mà liên quan đến những khái niệm buổi trước chúng ta học, những cái buổi trước chúng ta học nhá. Nhưng ngoài ra còn nhiều bài toán khác nữa, được chưa? Ví dụ kiểm tra liên, như cái mà chúng ta có thể control được qua khái niệm đồ thị, như kiểm tra liên thông, tính số thành phần liên thông hay kiểm tra đường đi, đúng không? Thì đấy còn nhiều cái ví dụ khác nữa, những cái ứng dụng mà chúng ta nhìn thấy ngay được, đấy chính là cái ba cái bài toán mà tôi vừa nói. Chưa? Bạn nào mà trong quá trình giảng, cô giảng mà bị out ấy, thì có thể mở cái slide nhé, mở lại start slide xong là chúng ta vừa nghĩ vừa làm, xong là sẽ kiểm tra xem là kết quả có giống như kết quả trên slide dạy không. Rồi bây giờ là nhiệm vụ của bạn nhá. Cô có hai đồ thị, một đồ thị vô hướng rất nhiều đỉnh, một đồ thị có hướng rất ít đỉnh. Ví dụ cái đồ thị một là khó nhá, đồ thị một là khó và lâu, đồ thị hai là dễ. Đấy, làm thế nào đúng được cả hai thì làm nhé. Chúng ta sẽ duyệt đồ thị cho DFS nhé. DFS, các bạn có thể viết vào file doc, file text, xong lại chúng ta paste vào ô chat hoặc chúng ta nhập vào ô chat luôn. Hoặc là nếu không thì các bạn viết ở trong vở. Đấy, những bạn nhập ô chat thì thông thường cũng có điểm danh luôn. Thế còn những bạn mà nhập vào vở thì tí nữa chụp trước tí tí sau nhé. Chúng ta bắt đầu làm đấy ạ. À, chúng ta làm cái đồ thị khó hơn trước, cái nào khó hơn thì nhận trước, cái nào dễ hơn thì nhận sau. Để chúng ta làm cái đồ thị vô hướng trước, chúng ta xuất phát từ đỉnh không nhá. Duyệt đồ thị theo DFS, cô sẽ để cho các bạn 5 phút nhá. 5 phút, bạn nào làm xong cái đồ thị thứ nhất rồi thì tự động các bạn chuyển sang đồ thị thứ hai. Ok, bắt đầu ạ. Lại không cô? Hả? Cô chuyển sang cái ví dụ đầu tiên. Được chưa nhỉ? Cô lấy lại một chút nhá. Các bạn vừa vào nó cũng mất tập trung một chút. Đây là đỉnh không này. Chúng ta xuất phát từ đỉnh không này. Thì chúng ta sẽ đưa cái gì ạ? Đưa cái đỉnh đấy vào trong concept xếp hàng đợi. Đấy, xong rồi chúng ta lấy cái đỉnh đấy ra. Đấy, thì đỉnh đầu tiên mà được hoàn tất hết thủ tục, được xét và được duyệt thì đấy là đỉnh số 0. Chúng ta sẽ duyệt tất cả những đỉnh kề của cái đỉnh đó thì chúng ta sẽ biết là đỉnh 0 của chúng ta làm sao kề với gì, đỉnh 1, đỉnh 3 và đỉnh 9, được chưa? Không kề với 1, 3 và 9. Vậy nên chúng ta sẽ đưa vào đây để chúng ta chờ xét duyệt nhé. Cái thứ tự này tùy nhé, nếu các bạn đưa thứ tự từ lớn đến nhỏ thì nó sẽ như thế này, còn nếu bạn đưa từ nhỏ đến lớn thì đây sẽ là 1, 3, 9 và đỉnh được xét tiếp theo là đỉnh ở ngăn xếp, tức là đỉnh số 9. Thế còn nếu các bạn đưa theo tự từ lớn đến nhỏ này thì chúng ta sẽ xét từ đỉnh gì ạ? Đỉnh 1. Đấy là do cái cách cài đặt của các bạn nhé. Rồi chúng ta bước tiếp theo, chúng ta sẽ lấy được đỉnh 1 nhé, lấy được đỉnh 1 này ra, được chưa? Lấy được đỉnh 1 ra nhé. Thế thì chúng ta lại có là đỉnh 1, duyệt các cái đỉnh kề đỉnh 1 thì chúng ta có đỉnh gì ạ? Đỉnh 0, đỉnh 2, đỉnh 9, 0, 2, 9. Nhưng mà đỉnh 0 xét duyệt chưa? Rồi, nên chỉ còn đỉnh 2 và đỉnh 9 là chưa được xét duyệt, nên chúng ta sẽ đưa đỉnh 2 và đỉnh 9 vào trong danh sách để chờ chờ xét duyệt. Đấy, thì lại lấy phần tử ở đỉnh sách ra thì chúng ta sẽ được đỉnh số số 2 nhá. Được chưa? Lấy được đỉnh số 2 rồi thì chúng ta lại duyệt thôi. Thì chúng ta lại có diện đỉnh 2, các đỉnh kề của đỉnh 2 là gồm có gì đây? Có 1 này, có 9, có 3, có 4, có 5 và có 6. Đỉnh 1 thì xét rồi đấy. Đấy, đỉnh 1 xét rồi. Thì vậy nên sẽ chỉ còn các đỉnh chưa được xét để đưa vào danh sách chờ xét duyệt là các đỉnh gì ạ? Đỉnh mấy đấy các bạn? Đỉnh 3, đỉnh 4, đỉnh 5, đỉnh 6 và đỉnh 9. Được chưa? 3, 4, 5, 6 và 9. 3, 4, 5, 6 và 9. Còn đỉnh 1 thì đỉnh 1 là thủ tục xong hết rồi, chứ không phải làm gì cả. 9 này, 6 này, 5 này, 4 này, 3 này. Thôi, lại gì ạ? Lên bước lại lặp tiếp theo lại có gì ạ? Lấy được đỉnh ở trên stack ra, tức là đỉnh số 3. Làm hết thủ tục xét duyệt đối với cả
cái đỉnh này. Thì chúng ta có là đỉnh 3, đại diện các đỉnh kề của đỉnh 3 thì chúng ta có là gì ạ? Ở đây cô viết thế này, tức là hai có các đỉnh kề này nhá, một có các đỉnh kề này nhá, không có các đỉnh kề này nhá, các bạn tự hiểu nhá, được chưa? Chúng ta sẽ tự hiểu cái này nhá. Đỉnh 3 thì lại 3 thì chúng ta kề với gì ạ? Với 0, với 2, 0, với 4 và với 9. 9. 0, 2 thì rồi, đúng không? 0, 2 đã được xét duyệt rồi, chỉ còn gì? 9, 4 và 9, được không? Thế thì chúng ta sẽ đưa 9 và đưa 4 vào để chờ xét duyệt. Chúng ta lại lấy phần tử ở đỉnh stack ra, đấy là đỉnh số 4 này. Đấy, làm hết thủ tục, làm gì với nó thì làm luôn ạ. Đấy, sau đấy thì chúng ta duyệt tiếp. Thế thì 4 chúng ta sẽ kề với các đỉnh nào đây? 2 và 3. À, 4 kề với 2, 3. Với 2, 3 thì đều gì? Thủ tục hoàn tất hết rồi. Đấy. Vì vậy thì 4 của chúng ta sẽ không kề với đỉnh nào. Đúng chưa? Tức là chúng ta không làm gì hết. Không được đỉnh, không được cái gì để đưa vào hàng đợi ngăn xét để chờ xét cả. Thì lúc này phần tử đỉnh của chúng ta là đỉnh gợi, đỉnh số 9 đúng không? Làm hết thủ tục liên quan đến cái đỉnh số 9, xét duyệt rồi rắn rồi cái các thứ làm gì làm. Làm xong rồi chúng ta duyệt các đỉnh kề của đỉnh số 9. Thì chúng ta biết là 9 kề những đỉnh nào đây? 0, 1, 2, 3, 4, đúng không? 0, 1, 2, 3, 4. Các bạn nhìn ạ. Hết hết rồi. Như vậy còn đỉnh nào chưa xét nữa không? Hết rồi đúng không? Không đưa được vào. Đúng chưa? Rồi, hết ạ. Lại lấy đỉnh 4 ra, có làm gì không các bạn? Không nhá, lấy đỉnh 4 ra chúng ta cũng không làm gì cả nhá. Được chưa? Lấy 4 ra không làm gì cả, các bạn cũng ghi ạ, lấy 4 ra không làm gì cả. À, chúng ta ghi rõ là gì ạ? Các bạn có thể ghi chú ở đây là 4 làm sao không có đỉnh nào được đưa vào này, xong lấy 4 này. Các bạn có hiểu nào, các bạn trình bày đấy không ạ? Thì không làm gì cả đúng không? Vậy lấy được gì? 5. Ờ đúng rồi, lấy đỉnh 5. Có làm gì không các bạn? Đỉnh 5 này. Đỉnh 5 kề với đỉnh 2 và đỉnh 8. 2, 6, 8, 10. 10. Đúng không? 5 thì kề với 2, 6, 8, 10 đúng không? 2 xét chưa? 2 thủ tục hoàn tất hết rồi. Không thể làm gì được với nó cả. Còn đỉnh 6, đỉnh 8 và đỉnh 10 đúng không? Thôi chúng ta lại đưa vào để chúng ta chờ duyệt thôi. Cứ ngồi đây chờ ạ. Chờ đến lượt mình được duyệt thì ra. Giống như xếp hàng trong bệnh viện theo số đấy ạ. À, lại lấy được phần tử đỉnh stack ra, chúng ta lấy được 6. Rồi. Nào xem là xét 6 nào. 2, 5, 10 và 7. Đúng rồi, 2, 5, 10, 7. Thế 2 với 5 thì sao? Đây là xét rồi. Rồi, nên không làm gì cả thì chúng ta chỉ còn 10 và 7 thôi. Đúng không? Rồi, lại lấy ra. Đấy. Làm hết thủ tục xét duyệt với nó. 7 kề với 6, 10, 8. Đúng rồi ạ. 6, 8, 10. 6 làm sao? Xét rồi chỉ còn 6 xét rồi, 8, 10 thôi. 10. Rồi lại lấy được ở đỉnh stack ra. Làm hết thủ tục xét duyệt với nó. Nào chúng ta 5, có làm 7, gì được không? 5, không. 5, 7 thì đều gì? Hết rồi đúng không? Không làm gì cả đúng không? Không thêm được đỉnh nào được. Rồi tiếp lấy đỉnh 10 ra. 10 sẽ gồm 5, 5, 6, 7. Đều xét rồi cũng không làm gì. Đúng rồi, không làm gì cả đúng không? Lần lượt và các cái đỉnh khác. 10 này, lấy lần lượt là gì ạ? Lấy 10 ra không làm gì cả này, lấy 8 ra không làm gì cả, lấy 10 ra không làm gì cả này. Lấy đỉnh 6. Lấy 6, lấy 9, lấy 9, lấy 3, lấy 9 đúng không? Bởi vì tất cả đều được xét hết rồi.
Và cuối cùng nếu như mà yêu cầu thứ tự xét thì chúng ta có thứ tự xét là gì đấy? 0, 1, 2, 4, 3, 4, 9, 5, 6, 7, 8, 6, 10. 7, 8, 10. Ok, vậy là 5 xét rỗng và dừng lại. Được chưa? Ờ, thế còn cái bài này thì dễ rồi đúng không? Các bạn thử trình bày nhanh. Hầu như kết quả tôi thấy có mấy bạn làm cái đồ thị có hướng thì đều đúng. Các bạn thử trình bày nhanh cho vở nhé. Cô cho 2 phút thôi, thử bài này rất dễ.
Rồi thôi dừng nhá, không gửi nano chat nữa nhá. Bài này hầu như kết quả các bạn đúng, chẳng qua các bạn trình bày thế nào thôi. À, như Tú, như Khang, ổn rồi đấy ạ. À, chúng ta có là gì ạ? Từ T này, T thì chỉ có mỗi đỉnh U kề thôi. Đấy, cái này là đúng, một số bạn là nhầm, cứ nghĩ là cả U cả S là kề T nhé, không phải nhá, chúng ta chỉ có U kề T thôi. Đấy, thì T này thì chúng ta sẽ đưa được U vào trong stack này, xong lấy U ra này chúng ta sẽ đưa được S và đưa được V. Đấy, bạn nào mà đưa S trước V sau thì sẽ lấy được V ra, và bạn nào đưa V trước S sau thì lấy được S ra. Các bạn lấy được đỉnh nào cũng ok nhá. Ví dụ chúng ta lấy đỉnh S nhá, lấy S ra này thì lúc đấy chúng lại được V và lấy V sau. Thế nhưng mà không lấy được thêm đỉnh nào để đưa vào hàm lượng nó xét để xét nữa. Nói chung là x của chúng ta sẽ là không được xét, nó chỉ xét T xong đến U xong đến S xong đến V. Đấy. Như vậy nếu mà tìm đường đi từ T đến x chúng ta sẽ kết luận là không thấy đường đi, còn T đến V thì chúng ta sẽ kết luận là có đường đi dựa vào thời gian về tối thị. Thế thôi. Được chưa ạ? Rồi chúng ta sang bê bét nhá, diệt rộng nhá. Thì cũng tương tự diệt sâu thôi, nhưng mà chúng ta sẽ làm trên hàm lượng mô hình công bằng. Đấy. Thì ý tưởng của diệt là theo chiều rộng này. Ý tưởng diệt theo chiều rộng của chúng ta nhé, là tại một thời điểm này, tại một đỉnh này, chúng ta xét tất cả những đỉnh liên quan, tất cả các đỉnh liên quan. Được chưa? Đưa vào danh sách diệt và lần lượt chúng ta diệt hết theo ưu tiên. Thì anh nào đưa hồ sơ trước, đưa hồ sơ tức là được xếp vào cái hồ sơ xét duyệt ấy, thì tôi sẽ xét duyệt hồ sơ ra trước. Anh nào đưa hồ sơ để xét duyệt sau thì sẽ được, sẽ bị xét duyệt sau. Đấy, mô hình rất là công bằng luôn. Thì khi mà cài đặt người ta dùng hàng đợi, theo quy tắc là cứ anh nào vào sau thì đưa vào cuối hàng, và anh nào mà để tính để xét duyệt thì chúng ta sẽ việc lấy từ đầu hàng ra, tức làm việc trên cả hai đầu nhé, một đầu vào và một đầu ra. Đấy chính là kiểu danh sách kiểu phim của hàng đợi. Đây chúng ta xuất phát từ một nhé. Đấy thì chúng ta sẽ có là một, chúng ta sẽ có cả 2, 3, 4 là kề đúng không? Như vậy chúng ta sẽ đưa vào cả. Chưa xem màn hình này em. Có nhỏ màn hình này không? To quá. Không, phải để to màn hình để giảng chứ ạ. Rồi, cô lấy lại nhá. Chúng ta xuất phát từ đỉnh số 1 này. Đấy, được chưa? Thế bây giờ chúng theo đúng theo hàng đợi, hoặc là chúng ta nói là dưới rộng ấy, thì cứ anh nào đưa hồ sơ trước, anh nào đưa hồ sơ trước tức anh nào được đưa vào hàng đợi để chờ xét duyệt trước thì sẽ được xét trước, thì sẽ được xét trước. Đấy, và cách làm việc như môi cứ đưa nộp hồ sơ để xét duyệt thì sẽ đưa vào cuối hàng và sẽ lấy hồ sơ ra để xử lý và để giải ngân thì sẽ lấy ở đầu hàng. Cái kiểu như vậy. Thế chúng ta từ đỉnh 1 nhá, chúng ta sẽ coi mỗi hồ sơ vay vốn chúng ta là một đỉnh đô thị nhá. Thế còn đưa vào hàng đợi chúng ta sẽ là nộp hồ sơ xong nhá. Thế còn xét duyệt tức là chúng ta giải ngân, xét để giải ngân. Bây giờ từ đỉnh 1 này chúng ta sẽ có cả 2, 4, 5 là về đúng không? Như vậy chúng ta sẽ đưa cả 2, 4, 5 vào trong hàng đợi nhá. Đưa cả 2, 4, 5 vào trong hàng đợi. Rồi chúng ta sẽ gì ạ? Lấy ở trong hàng đợi ra thì cứ đầu như lấy trước, cứ lấy được đỉnh 2 trước này. Đấy. Thế thì 2 chúng ta sẽ kề với cả gì ạ? 3 và 5. Thế chúng ta sẽ đưa 3 vào 5 vào trong hàng đợi nhá. Thế nhưng đầu hàng đợi lúc này là 4, vậy chúng ta sẽ xét từ đỉnh 4. Đấy. 4 thì kề với 5 chưa xét, chưa được xét từ sơ xong đúng không? Đưa 5 vào cuối. Thế còn 5 vừa đầu vừa cuối trong lần này. Đấy là chúng ta xét từ đỉnh 5, rồi xét đỉnh 3 và xét từ đỉnh 6 sau cùng. Các thứ tự duyệt bài này sẽ là 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5 hoặc là 1, 4, 5, 2. Thì các cái thứ tự kết quả mà các bạn duyệt. Đấy, sau đến đỉnh 3 và đến đỉnh 6. Các bạn nhìn ra mô hình theo Q nhá. Đây, vào đồ này nhá. Đây, chúng ta sẽ vào đồ này nhá. Và ra đồ này nhá. Được chưa ạ? À, bây giờ tiếp tục nhé.
chúng ta sẽ lấy được cái đỉnh 1 để đưa vào lợi này. Đấy, xong rồi lấy ra này. Đấy, chúng ta đưa đỉnh 2, đỉnh 4, đỉnh 5 vào nhé. Đấy, để lấy phân tử ở đầu hàng lợi nhé. Chúng ta lấy đỉnh, được đỉnh số 2 nhé. 2 thì kề với 3 năm, chúng ta đưa 3 năm vào nhé. Đầu hàng lợi lúc này là 4 đúng không? Chúng ta lấy được 4 ạ. Đấy. 4 thì kề với 5 nhé, chúng ta đưa 5 vào. Đấy, được chưa? Lấy phần tử ở đầu hàng lợi là 5 nhé. 5 này nhé, không phải 5 trên nhé, 5 này nhé. Đấy, 5 thì kề với 3 nhé, chúng ta đưa về cái 3 vào trong cuối hàng lợi nhé. Lấy được 3 nhé, 3 này nhé. Đây ạ, cái 3 ở đầu hàng lợi này này. Chứ không phải 3 cuối hàng lợi, nhưng 3 cuối hàng lợi chưa được xét thôi nhé. Đấy. Rồi chúng ta sẽ có 6 kề với 3 và chúng ta sẽ đưa 6 vào cuối hàng lợi này. Lúc này chúng ta thấy các đỉnh đều được xét rồi. Thì chúng ta lấy 5 ra có làm gì không? Không đúng không? Nhưng mà lấy đỉnh 5 ra chúng ta sẽ không làm gì. Không làm gì được cả. Bởi vì 5 xét rồi, thủ tục thành hồ sơ của tháng 5 xong hết rồi, còn làm gì nữa? Bây giờ hồ sơ chỉ là thừa thôi đúng không? Lấy 5 ra không làm gì cả này. Rồi lấy tiếp đỉnh 5 ra nhé. Đỉnh 5 này này cũng không làm gì cả nhé. Rồi lấy tiếp đỉnh 3 ra nhé. Không làm gì cả nhé, rồi lấy tiếp đỉnh 6 ra nhé. Đấy, cũng không làm gì cả. Và hàng lợi rỗng thì chúng ta dừng lại. Và chúng ta sẽ có thứ tự tuyệt của chúng ta là 1, 2, 4, 5, 3, 6. 1, 2, 4, 5, 3, 6 nhé. Đấy, thứ tự tuyệt của chúng ta sẽ là 1, 5, 4, 3, 2, 6. Thế thôi. Nhớ là hàng lợi của chúng ta là vào một đầu, ra một đầu, vào một đầu, ra một đầu. Nhân xét của chúng ta là chỉ làm được trên một đầu thôi, vào cũng đầu đấy mà ra cũng đầu đấy. Còn theo yêu cầu cứ mỗi một đỉnh thì chúng ta xét tất cả những đỉnh kề của nó và chúng ta đưa vào danh sách các hàng lợi hoặc ngân xét để chúng ta chờ việc. Và cứ lấy ra thì chúng ta mới việc và hoàn tất hồ sơ. Cứ lấy ra chúng ta mới việc và hoàn tất hồ sơ. Rồi. Thế rồi, cô vẫn chưa sửa cái chỗ này. Các bạn cứ mặc định đây là BS nhá. Được chưa? Chúng ta sẽ áp dụng cho cái hai cái đồ thị có hướng vô hướng này duyệt theo chiều rộng BVS KS làm vào ô chat nhá. Nào các bạn, trong ba hình này các bạn chọn hình nào đây? Hình nào dễ nhất đấy cô ạ? Hình đầu đi cô. Hình đầu đi cô. Đối với cô cái nào cũng dễ. Hình đầu đi. Rồi, thế là hình này nhá.
Chúng ta điểm danh nhá, điểm danh những bạn còn lại nhá. Nguyễn Đức Giang Sơn có không? Nguyễn Mai Hoa có không? Chu Anh Tú có không? Quốc Tuấn có không? Hoàng Trung Hiếu, Phạm Trung Kiên, Tạ Văn Toàn, Phạm Chí Công có. Phạm Chí Công có nhé cậu. Ok, Nguyễn Văn Hảo có. Nguyễn Đỗ Viết Nhất có. Nguyễn Minh Phú có. Chu Văn Tú, Lâm Văn An, Phạm Trung Đức có. Đặng Trần Long, Đặng Trần Long, Đặng Minh Quang, Minh Quang, Bùi Đình Sơn, Bùi có. Đình Sơn, Vũ Hoàng Long, Hoàng Long, Nguyễn Thành Trung, những bạn sau nhá. Cái link lúc đầu ấy thì các bạn sẽ để ý này, những bạn nào bôi đậm ấy, cô đọc lướt qua một lần thì là các bạn đấy không phải chụp, không phải chụp vở nhá, không phải chụp vở làm hai bài được rồi. Còn những bạn khác là làm cẩn thận xong chụp vở nhá. Cô điểm danh xong chưa ạ? Cô vừa điểm danh xong ạ. Nhưng bạn mà sau cô chưa đọc tên em hay ạ? Bùi Khả Tùng Dương á. Không, một số bạn là có nộp bài trong lớp khác thì cô đã rồi. Tên em cũng chưa có nữa cô ạ. Tên em là tên gì em? Dương Văn Sáng. Dương Văn Sáng á, Sáng thì có thật. Nãy giờ tiếng là Lê Doãn Thông đó cô ạ. Dương Văn Sáng có. Nãy giờ loa em bị tắt nên là chẳng nghe cô nói gì cô. À, loa tắt không nghe gì ạ? Vâng. Đặc biệt là Lê Doãn Thông đó cô ạ. Đây nhá, bạn nào mà in đậm ấy, thấy chưa? Thì bạn đấy không phải chụp vở làm mấy bài vừa rồi. Còn bạn nào mà không in đậm thì phải chụp nhá. Ví dụ Đặng Đình Anh này, Doãn Thông này, Hữu Cường này, Lê Văn Toàn này, đấy, Tạ Toàn, Chí Công. Đấy, những bạn Lê Giang Quân Dương, Đăng Duy, rồi Hảo. Những bạn mà không bôi đậm này, các bạn sẽ chụp vở để lên Zalo nhá. Và thu hồi Zalo trước 3 rưỡi nhá. Đấy, được chưa? Còn những bạn mà bôi đậm này thì không phải chụp vở nhá. À, các bạn có thắc mắc gì không? Nhìn thấy tên mình thì tự biết mà phải chụp vở gửi lên Zalo nhá. Ô, cô ơi, tên em đâu rồi cô ơi? Vinh nhá, Vinh chắc ngay từ đầu. Vinh ở trên đầu mà. À rồi, kia rồi. Thì cái danh sách này là danh sách cô lấy ở trên lớp. Vậy cô thấy nó có mã sinh viên. Vì có mã sinh viên thì cái này nó sắp xếp cho lớp cũ của mấy người lớp cũ gần nhau luôn. Thì có mã sinh viên thì cái ở trên Excel nó hỗ trợ sắp xếp alpha B hết mà. Chỉ mỗi tội là có mã sinh viên này. Còn cái mà của thầy Phong gửi là không có mã sinh viên.
cô lấy cái danh sách của má sinh viên này. Giờ nghỉ à cô? Ờ, làm xong chúng ta nghỉ. Làm xong chưa? Chưa bài nhá. Rồi đi cô. Điểm nào làm được cô? Không, nó khác nhau chứ. Làm sao mà... Chấm chưa cô? Chúng ta chỉ chữa từ đỉnh D rồi ạ. Thì coi như là nó từ đỉnh A đi cô. Nào, diệt rộng cho dễ nhá. Diệt rộng với tôi có không minh họa đấy nhá. Chúng ta... Diệt rộng nhá, diệt rộng chúng ta sẽ có D này, đúng chưa? Sau đấy là D sẽ kể với A. Với cái đỉnh nào mà đưa vào hàng đợi thì xét luôn, nên cô không biết hàng đợi đấy nhá. D thì chúng ta sẽ có là lấy D ra nhá. Thì chúng ta sẽ có D là kể với gì đây? D là kể với A này, với C này, với E này, với F này, với G này. Đấy. Đấy thì chúng ta sẽ lần lại xét lấy gì ạ? Lấy A nhá. Rồi A lại kề với gì ạ? Với B, C, D đúng không? B này, C này, D này. Và chúng ta sẽ lấy được gì ạ? Lấy được C ra trước này. C. Đấy, lấy được C ra thì chúng ta lại có này kề với A với D. A, D đều xét rồi, không làm gì cả. Chúng ta lấy được E này. Đấy, lấy được E thì chúng ta sẽ kề với D, G này. Đấy, rồi lấy được F này. F này kề với cả B, D, G này. D rồi. Còn B, G. Rồi lấy được G này. Nói chung là thứ tự chúng ta sẽ có G này. Rồi có B đúng không? À, sao lấy F, B? Những đỉnh sau hầu như không làm gì cả. Hết chưa? 2. Rồi ạ. 2, 4, 6, 7. Và được lấy các đỉnh còn lại ra. Nhưng mà không làm gì hết, thứ tự diệt, bạn nào thứ tự diệt từ đỉnh D như này thì sẽ đúng. Đây bạn Vinh ạ. Tại sao lại là DAB nhỉ? Sai. Lại nhầm sang diệt sâu rồi. Lại nhầm sang diệt sâu rồi. Sang em nhầm. Em không nhìn cái điểm nối. Không ạ, có những bạn không sâu hẳn cũng không diệt rộng hẳn. Tức là bước này thì bạn diệt ra chiều sâu, bước kia bạn diệt ra chiều rộng, nước dâu nọng cắm ngâm ở kia sai hết. Diệt sâu khó hơn nhá. Các bạn không làm diệt sâu à? Lớp mình các bạn không làm diệt sâu à? Kết quả này đa số là các bạn định diệt rộng hết chứ đúng không? Sâu rồi cô. Nào DBS đâu? Diệt sâu thì sẽ là D này. Các bạn sẽ tự minh họa nhá, xong chụp vở nhá. Không buổi này buổi sau sẽ chụp ạ. D rồi sẽ đến A rồi đến gì? B rồi đến F rồi F, đến G, E, C. G rồi đến E rồi đến C. Giống y của em. À thế là bạn Vinh là diệt sâu luôn. À diệt sâu không phải diệt rộng đúng không? Vâng. Ok, thế nhá. Rồi chúng ta nghỉ nhá. Chào các bạn. Em chào cô. Chào cô. Chào cô. Chào cô. Chào cô. Chào cô.